Kính chào các bạn. Bây giờ là buổi chiều của ngày 4 tháng 8. Tôi đang có mặt tại dự án Green Dragon City Cẩm Phả. Trước mặt chúng ta đây là vịnh Bái Tử Long. Và ngay trước mặt chúng ta đây là con đường bao biển. Nó kéo dài từ Hạ Long đến Vân Đồn này các bạn này. Đây có thể là một con đường sẽ hình thành một con đường bao biển. Có thể nói là đẹp nhất Việt Nam, đẹp nhất Đông Nam Á. Rất là tuyệt vời phải không ạ? Làm gì có một dự án nào mà trực diện view biển vịnh Bái Tử Long như thế này. Đấy, một môi trường sống thì có thể nói gọi là lý tưởng. Dự án hiện tại bây giờ đang là với tổng diện tích là 99,2 ha. Đấy, và hạ tầng thì các bạn thấy trên hình đang trong quá trình hoàn thiện và nhiều phân khu đã hoàn thiện 100% rồi. Bây giờ chúng tôi đang triển khai đến đợt mở bán đầu tiên. Đối với phân khu đầu tiên thì đấy là những phân khu đã bàn giao sổ đỏ rồi các bạn ạ. Dự án thì có đầy đủ tất cả các tiện ích dự án, từ bãi tắm rồi thì là nước khoáng nóng, tất cả các trung tâm dịch vụ thương mại, tất cả đây đầy đủ hết rồi. Một cái khu có thể nói là ở và nghỉ dưỡng bậc nhất ở Quảng Ninh này. Đấy. Thì với cái sản phẩm của dự án nó rất là đa dạng, từ đất nền móng cọc, liền kề shop house, nhà xây sẵn, biệt thự đầy đủ hết. Thì các cái sản phẩm, cái diện tích nó rất là phù hợp, khoảng tầm hơn 100 m². Đấy, lên đến 200-300, những lô bao biển có thể cả 900-1000 m². Thì quý vị nhận thấy đây là một cái cơ hội đầu tư rất là tốt, với một cái giá thì cực kỳ cạnh tranh. Đấy, có nhiều lô thì thực ra nó chỉ có khoảng tầm hơn 20 triệu thôi. Đấy, thì trong khi đấy các bạn biết rằng là cái đường bao biển Trần Quốc Nghĩễn bây giờ ở Hạ Long bây giờ thì là một số chủ đất người ta đang bán với cái giá từ 150 đến 180 triệu đồng mét vuông. Tất nhiên là rất là ít người có thể bán, bởi vì là cái kinh doanh shop house mà dọc cái đường bao biển này thì là rất là thịnh vượng. Thế nên là các bạn này nghiên cứu cái dự án này là một trong giá có thể nói là rất đáng để đầu tư trong giai đoạn này, đặc biệt là trong cái thời khắc mà thế giới cũng đang trong cái dịch Covid-19 thế này, thì là nhà đầu tư là tập trung hết về tài sản, về bất động sản, để người ta coi rằng đấy là một cái cơ hội để đầu tư sinh lời bền vững, phát triển bền vững. Đấy. Rất cảm ơn các bạn nhé. Các bạn có chương trình đầu tư thì các bạn liên hệ với chúng tôi. Hotline dự án 0911 58 9191. Cảm ơn các bạn nhé.